có ý kiến này á, các anh chị là còn gửi xe bên bãi bên thành Vinh Phong á, dạ. Xin đề nghị là mình rút xe lên để cho anh em đi về nghỉ. Mà bỏ xe luôn, để mình gửi xuống hầm. Dạ, đây không được. Em có xe, không ai lấy xe, không ai gửi xe ra bên kia. Không có luôn. Không à, không nổ đi. Không đi giờ anh làm đi. Cái thực ra tụi mình hát nổ hay đâu. Có hai con mày nữa. Không hai con. Không mà thiệt sự nghe nó hay thiệt. Không hát bài đi không? Ra đi, xin nhà như vậy. Không cần sao bữa này. Biệt hát bài tính bữa mà làm trình hay không á. Đó, anh ra luôn rồi. Anh ra đây không?